đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ thông quan nhanh nhất cho lô vaccine COVID-19 của Pfizer để không ảnh hưởng đến chất lượng. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn khẩn gửi các cơ quan hữu quan, trong đó có cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ thông quan vaccine COVID-19 của Pfizer lãnh đạo vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết trong năm 2021, đơn vị này sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vaccine Comirnaty của hãng Pfizer-BioNTech sản xuất tại Bỉ hiện đã nhận hơn 1,2 triệu liều. Cơ quan này cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về việc xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, việc bảo quản vaccine trong quá trình vận chuyển cũng như thực hiện các thủ tục hải quan cần tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt, đảm bảo không ảnh hưởng chất lượng vaccine. Vì vậy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét hỗ trợ trong quá trình thông quan đảm bảo duy trì nhiệt độ âm sâu theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển, thông quan nhanh nhất để không ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản, đảm bảo được bổ sung đá khô lạnh trong trường hợp bị hao đá. Nếu phải bổ sung đá khô, đơn vị vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm. Đặc biệt, viện khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa trừ trường hợp có yêu cầu khẩn cấp đặc biệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp bắt buộc phải mở kiểm tra, cần phải đảm bảo tổng thời gian mở không quá 3 phút. Hiện tại, Việt Nam có hợp đồng mua 51 triệu liều vaccine Pfizer trong năm 2021 lô hàng đầu tiên về ngày mùng 7 tháng 7 và dự kiến sẽ về hàng tuần. Tuy nhiên trong hơn một tháng qua, Việt Nam mới nhận hơn 1,2 triệu liều. Sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tối ngày 20 tháng 8, ông Albert Bula, chủ tịch công ty Pfizer, cam kết nỗ lực để nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam ngay trong tháng 8 đến 9. Dự kiến, ngay tuần này, Việt Nam có thể nhận thêm một lô vaccine Pfizer. Vaccine Pfizer được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp, khó điều kiện từ ngày 12 tháng 6 vừa qua với các lô sản xuất tại Mỹ và Đức. Ngày 21 tháng 8, Việt Nam tiếp tục cấp phép bổ sung thêm vaccine Pfizer sản xuất từ Mỹ. Hiện tại Pfizer là vaccine đầu tiên được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép hoàn toàn sử dụng cho người từ 16 tuổi. Hơn 204 triệu liều vaccine Pfizer đã được sử dụng trên toàn nước Mỹ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.